lá khơi sương tan, ta biết bay mất nơi đâu. Chờ giật mình trong tính cơn mơ, anh thấy trong nỗi u buồn thở. Thử nghĩ mấy lý do để anh có thể tiếp tục giữ những yêu thương này. Anh đã lựa chọn việc phải ra đi, hay tìm một mảnh kết của đôi ta. Dù ngàn giờ nước đã nhạt nhòa, để tìm một lối ra. Và như là từng dòng tin nhắn viết mãi hôm qua, nhưng sự đó chẳng cứ đi xa. Anh làm sao biết nói ra? Anh đã biết hết rằng là em đã cho tình yêu cho một người nữa ba. Nhưng rồi chưa bao giờ anh trách bản thân hay trách những khắp con người em. Chưa bao giờ anh muốn được biết là người thứ ba em nhìn xem. Người con trai kia là ai, dù mặc kệ là ai sai. Người anh trách đầu tiên là đôi tay anh không níu giữ em lại. Dù em còn nơi giới thì cũng là do em đã chọn. Những tháng ngày qua trái tim cả hai đã héo mòn. Anh thật lòng xin lỗi. I'm so sorry, I am so sorry. Mà chỉ có những suy liệu.